cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam, cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam, cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam, cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Vọng trong tim một Việt Nam sẽ sáng tươi thịnh vượng, ta chung khát vọng triệu người hòa cùng trái tim. Em hãy chúc cho người nông dân gieo bao khát vọng trên cánh đồng Việt Nam. Cũng trong đêm giao thừa tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1.000 cuốn sách khởi nghiệp đã được một nhóm bạn trẻ đem từ phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường sách Nguyễn Văn Bình tặng miễn phí cho người dân du khách. Việt Nam càng thêm tươi sáng. Cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Vâng, với con trai, theo bố thì sách là thuốc bổ cho tâm hồn của mỗi người. Có ngày hôm nay là bố quyết định là đa phần là vì con, vì con sẽ đi tặng sách và con sẽ được trải nghiệm, và qua đó thì cái việc yêu sách sẽ đến với con dễ hơn, và con sẽ tìm thấy nhiều cái niềm vui, nhiều cái hưng phấn trong việc đọc sách. Qua từng cuốn sách con sẽ thấy yêu cuộc sống hơn, yêu gia đình hơn và yêu cộng đồng hơn. Ok, người tri thức nhân sĩ Việt Nam tiên phong sáng tạo, sức sống dần tràn trong tim. Một Việt Nam sẽ sáng tươi nhiệm màu, ta chung khát vọng niềm tin một ngày tươi sáng. Chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Chung nguyện chúc cho thanh niên và giới trẻ sau này thì luôn duy trì cái văn hóa đọc. Cảm ơn Trung Nguyên đã có một cái chương trình sách rất có ý nghĩa đối với các bạn trẻ của Việt Nam. Chị chúc tất cả mọi người được mạnh khỏe, vui vẻ. Đọc sách thì cũng rất là tốt. Em mong là các bạn trẻ sẽ càng thích đọc sách hơn, để ham hiểu biết hơn. Trung Nguyên tôi chúc cho Việt Nam. Cùng Trung Nguyên tôi chúc cho Việt Nam. Việt Nam sáng tạo, khát vọng, yêu thương và thịnh vượng.